Thưa quý vị và các bạn, trong hải trình chúc Tết cán bộ chiến sĩ trên các nhà giàn JK1 hàng năm, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ trên vùng biển thềm lục địa phía Nam Tổ quốc. Gương hy sinh của các cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK1 đã trở thành biểu tượng hết sức cao đẹp, sáng ngời phẩm chất anh hùng của người chiến sĩ Hải quân, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Năm 1989, theo quyết định của Hội đồng Bộ trưởng, nay là Thủ tướng Chính phủ, Cụm Kinh tế Khoa học Dịch vụ trên thềm lục địa phía Nam được thành lập. Các thế hệ cán bộ chiến sĩ vùng 2 Hải quân mà trực tiếp là cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn JK1 đã gác lại những tình cảm riêng tư, gác lại bao hoài bão, khát vọng lớn lao của tuổi trẻ để có mặt làm nhiệm vụ trên các nhà giàn thuộc thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Mặc dù được Đảng, Nhà nước, quân đội, quân chủng Hải quân và nhân dân hết sức quan tâm, nhưng trước ảnh hưởng của khí hậu khắc nghiệt, sự tàn phá khủng khiếp của bão tố đại dương đã làm đổ một số nhà giàn. Vào thời khắc giữa cái sống và cái chết, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn JK1 đã thể hiện rõ lòng trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và phát huy truyền thống tốt đẹp của quân đội, quân chủng anh hùng, bám trụ đến cùng, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Là dịp để cho các đại biểu, cán bộ chiến sĩ tưởng nhớ đến những người con của quê hương, những người chiến sĩ hải quân đã anh dũng hy sinh cái tuổi trẻ của mình cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Và cũng qua đấy để đại biểu tri ân những cái công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh và giáo dục cho thế hệ trẻ noi gương các anh hùng liệt sĩ để tiếp tục phấn đấu, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thêm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Bồi hồi xúc động, xen lẫn niềm tiếc thương, đó là những cảm xúc chung mà đoàn công tác trên chuyến tàu Trường Sa 16 có mặt trong lễ tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Trong không khí trang nghiêm xúc động ấy, các đại biểu kính cẩn dành một phút mặc niệm và thực hiện nghi thức thắp hương tưởng niệm các cán bộ chiến sĩ hải quân đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Sau lễ dâng hương, vòng hoa đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ được đặt trên mặt biển. Là một phóng viên trẻ thì mình càng thấy có trách nhiệm hơn khi mà cảm nhận rõ được những cái khó khăn vất vả và sự hy sinh của các chiến sĩ, cán bộ khi mà làm công tác tại các nhà giàn, thì mình cảm thấy càng có trách nhiệm hơn, càng phải thể hiện làm sao để cho mọi người có thể cảm nhận được những cái sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ khi mà ngày đêm đang bám biển, giữ vững thêm một biển đảo của đất nước mình. Từng cái công việc từ việc lên nhà giàn, tham gia lễ tưởng niệm, thả hoa, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đều là những cái trải nghiệm mới đối với tôi. Và trong mỗi cái giờ phút đó, mình ngoài cái sự hứng khởi để làm việc thì mình còn có một cái cảm giác trang nghiêm đi kèm, lúc nào cũng đi cùng mình. Cái cảm xúc đó tôi nghĩ là khi tôi về đất liền, đó sẽ là điều thúc đẩy khiến tôi có động lực để làm việc, để cống hiến. Sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ đã trở thành giá trị tinh thần quý giá, động viên, thôi thúc, nâng bước các thế hệ cán bộ chiến sĩ thuộc tiểu đoàn JK1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân hôm nay và mai sau, nỗ lực bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.